Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Lê Khoa Audio. Hôm nay tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em cho audio. Khôi giới thiệu với anh em một con ông ly mà được gọi là thần thánh đánh loa cổ. Con ông ly này hầu như anh em thợ nào mà bán loa cổ thì cũng đều có một con như thế này. Tại vì nó rất là đa năng và đặc biệt là đánh được rất nhiều loa. Và cái con này thì Khôi cũng đánh thử cả hơn chục cặp loa rồi, thì đều cho ra những cái chất âm rất là tuyệt vời nhé. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu chi tiết với anh em. Đó là âm ly Sikot, model của nó là 348. Đây là một trong những đời lớn trong cái dòng số 3. Nó cùng đời với, cùng size, cùng kích thước, cùng công suất, cùng hình dáng kích thước luôn với con 388, số lớn nhất trong cái dòng Sikot này nhé. Thì bây giờ Khôi sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đặc biệt là cái con hôm nay nó có thêm vỏ gỗ zin nha anh em. Có thêm vỏ gỗ zin nữa. Thì đây, bây giờ Khôi sẽ quay cho anh em nha. Đây, rất là tuyệt vời nè. Đây anh em, cái vỏ gỗ zin này ha. Cái này là cái nắp gỗ nha. Rất là đẹp ha. Thì đây, ngoại hình của nó mình chiêm ngưỡng. Cái vỏ gỗ của nước ngoài rất là đẹp anh em. Theo năm tháng nhưng mà nó rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Mặt mùi con sẽ có này thì đẹp anh em nha. Thì đây là cái con hàng ship bay về nên nó rất là đẹp, các cái cần đẹp này. Còn nếu như mà hàng bài về á thì nhiều con nó bị chảy mấy cái chỗ này nè nhé. Nóng niết tất cả đều đẹp ha. Rồi đó, mình quay thêm một cái góc nghiêng nữa để anh em cùng xem nha. Rất tuyệt vời đó. Thì nói chung là Khôi bán tất cả những cái mặt hàng mà có như thế nào thì Khôi đều quay cho anh em cùng xem hết ha. Anh em chú ý theo dõi, chỗ nào mà chưa rõ thì anh em cứ hỏi Khôi lại nhé. Cần thiết thì chụp ảnh vân vân các kiểu thì Khôi đều phục vụ nè. Đó, đây là cái mục đích của nó này. Chỗ này còn bụi thì Khôi chưa có, nói chung là cũng quá cần thiết tại vì nó đồ cổ nè, rất đẹp nè. Anh em thấy các cái gỗ nước ngoài không, rất là mỏng ha, rất là mỏng, nó không có dày như cái gỗ Việt Nam nhưng mà nó chịu được cái độ nặng và chịu theo thời gian rất là cao đó. Thì đây là cái hình đích của nó ha. Còn trắng sáng luôn nè, rất đẹp. Thì Khôi nói luôn ở đây nha, để tí nữa mình khỏi nói. Thì nó đến hai cặp loa. Rồi cái thứ hai đây là hai cầu chì bảo vệ loa nè. Cầu chì này, cầu chì điện nha. Công suất của nó là 175W nha, đây nè. 175W điện thì 117V. Nó là mỹ nồi rồi, thì ai cũng biết. Bên này là đầu vào. Cái này là cái tản nhiệt đóng sò nè. Ở trong đó là sò nha. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem ha. Bây giờ mình chiêm ngưỡng lại một lần cuối nha. Trước khi Khôi tháo máy. Rất đẹp, rất tuyệt vời nha. Thì trong cái mức giá mà hơn chục triệu á, thì đây là một trong những con ông ly xứng đáng đến từng xu luôn. Anh em có thể đánh được AR2 này, đánh được các cái dòng lá cổ, đánh được đồng trục full ranger rất là hay nha. Rồi bây giờ đợi Khôi trong giây lát nha. Khôi sẽ tháo cái vỏ ra, anh em mình cùng xem nội thất bên trong. Đây, cái vỏ gỗ này. Rồi cái này là cái nắp sắt nha, nắp sắt chụp lại ha. Đó. Rồi đây là cái phần ruột gan bên trong. Bây giờ Khôi xoay cho anh em cùng xem. Đó, máy rất là đẹp ha. Còn đẹp anh em nha. Những cái con ông đi cổ mà 50, 60 năm mà như thế này thì được gọi là đẹp. Đó, ngồn còn tươi rói luôn, còn láng bóng rồi nè. Thì đó, anh em xem. Rất là tuyệt vời ha. Tù nhôm, trắng pháo luôn. Thì đây là cái dòng sắt âm tụ, tuy nhiên là cái phần linh kiện đó, nó giấu xuống dưới. Thì tí nữa Khôi sẽ quay phía dưới cho anh em cùng xem luôn. Nói chung là Khôi quay rất là tỉ mỉ, nói chung là tân tật rồi. Thì anh em cứ yên tâm mà mua nha. Nhiều anh em thì lo lắng là gì, chuyện tiền rồi biết có chuyển hàng hay không. Thì xin thưa với anh em như thế này, một người mà bán audio mà làm trên YouTube, mà cái kênh YouTube bây giờ là mấy chục ngàn người theo dõi, đăng ký, thì không hề đơn giản. Và cái công mà để mà thả mở từng chi tiết từng món để quay để đăng lên thì anh em cùng cùng hiểu vấn đề rồi. Đây là việc thật, người thật, món hàng thật, nên yên tâm mà mua hàng anh em nhé. Mình anh em xem trên YouTube á, bây giờ cũng đã từ cái lúc mà bán tới bây giờ cũng là mấy ngàn món rồi, đã đăng lên mấy ngàn video rồi. Thì yên tâm anh em, một ngày Khôi đăng 3-4 món nên không có cái chuyện mà lừa lọc lừa đảo đâu, anh em yên tâm nhé. Rồi ok, đó thì Khôi nói lại cái con này dòng sắt âm tụ ha, đến 4 con sò sắt ở trong này. Sò zin anh em. Sò này zin tuyệt đối nha, Khôi không tháo ra làm chi mất thời gian. Rồi thì anh em nào cần xem ảnh thì vào Zalo để xem nhé.
Đó, đó là xong về cái hình thức. Đó, chất âm thì khỏi phải nói rồi, đánh quá hay ngọt ngào, nó nổi tiếng về chất âm là sạch sẽ ngọt ngào em ha. Rồi bây giờ thì còn cái phần cối để làm luôn cho anh em cùng xem là cái mặt đít ha, cũng phải tháo ốc ra vì rất là nhiều ốc đây, các cái âm ly mị này vẫn rất là nhiều, phải mất mấy chục con ốc á. Rồi anh em đợi thôi. Cái dòng xuất âm tù này, đây là hai tù công suất, tù 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 nguồn, thì hai xe cốt này sử dụng tù của hãng Maluri ha. Tù này khá cao cấp rồi, tù này được sử dụng rất là nhiều trong các âm ly cổ của Mỹ, đây là USA anh em nhé. Các cái thông số của nó đây, thì anh em có thể xem qua nha. Đó, rất là ok nha, tuyệt vời. Đó, thì các cái phần khác thì thật sự mình cũng không quá quan tâm đâu anh em, đó là cái phần của nhà sản xuất nha, thì mình cứ biết nó vậy, máy đồng hoạt động tốt, ok, đã test kỹ, anh em yên tâm mua về dùng. Rồi thì cái mức giá hôm nay Khôi niêm yết là 12 triệu 500. Giá này anh em chuyển khoản thì Khôi sẽ bao ship tận nơi. Còn anh em nào yêu cầu ship code thì cọc 30%, thì anh em phải chịu thêm phí ship và phí thu hộ nha. Thì Khôi cũng xin phép nói rõ để có nhiều anh em mà khi mua hàng nhưng mà yêu cầu ship code nhưng mà thắc mắc về tại sao lại tốn thêm phí thu hộ nha anh em. Ví dụ ship code 5 triệu thì anh em phải tốn hết 60 ngàn, mà 10 triệu thì hết 120, mà 20 triệu thì hết 240 nha. Đó là các cái phí mà bưu điện thu, làm phí dịch vụ để nhận và trả cho người bán nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì cái phần phối ghép thì Khôi cũng nói rồi luôn, và hôm nay Khôi cũng sẽ kép với cái cặp loa Macintosh của Mỹ để anh em cùng nghe thử chất âm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái món hàng sau. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của Khôi để ủng hộ cho Khôi ngày càng được phát triển, cũng như những anh em nào mà yêu thích loa cổ thì hãy các cái món đồ cổ thì hãy đăng ký để cập nhật sớm nhất nhanh nhất những sản phẩm mà Khôi đăng tải hàng ngày. Cảm ơn anh em rất nhiều.
Tình